Kính thưa quý vị, công tác kéo chiếc tàu Concordia đang bước vào ngày thứ nhì, tính từ Giglio. Ngày hôm nay, chuyên viên kéo tàu kiểm soát thân tàu chiếc Concordia tính toán sức chịu đựng để có thể tiếp tục công tác trong các ngày tới. Trong lúc nước được bơm ra ngoài, những thùng sắt rỗng được dùng để giúp con tàu nổi lên. Tiến trình làm nổi con tàu được tiến hành từ từ, bơm nước ra khỏi thân tàu từ khoang này tới khoang khác. Ông Franco Poselcaccia là người chỉ huy công tác nói rằng thân tàu không bị hư hại nên không tạo thiệt hại cho môi trường. Báo chí từ khắp nơi trên thế giới đã đến đảo Giglio để theo dõi vụ kéo tàu chìm chưa từng có.